Ok, hello, xin chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dụng cụ tập luyện tại nhà. Thì cái bộ giá treo bao cát và bao cát treo thì như thế này đó. Như bạn cũng thắc mắc với mình thì khi mà chúng ta bắt trực tiếp cái giá treo vào tường như thế này thì nó sẽ rung lắc, và sau một thời gian nó sẽ bị rơi vớt hay là nó bị bể tường hay như thế nào. Rất là nhiều anh em thắc mắc như vậy. Thì ở đây mình cũng xin nói với các bạn rằng thì thực sự ra với cái bộ giá treo như thế này, bộ giá treo đơn, treo tường như thế này thì chúng ta chỉ sử dụng để chúng ta tập luyện tại nhà, phong trào chúng ta tập thể thao thường xuyên tại nhà chúng ta thôi. Còn các bạn muốn tập chuyên nghiệp thì bắt buộc các bạn phải kêu thợ sắt hoặc là những cái người mà có thể thiết kế ra được một cái khung để chúng ta kiên cố hơn khi mà chúng ta treo những cái bao cát to và nặng hơn. Còn ở đây đối với cái bộ sản phẩm giá treo bao cát treo tường này thì chúng ta chỉ để chúng ta tập luyện những cái bài tập tại nhà với những cái bao treo như thế này. Bao này thì 1m2, nặng khoảng 30 tới 35 kg. Thì cái trọng lượng của cái giá treo này có thể chúng ta treo lên bao tới 45-50 kg vẫn được đó. Ok ha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn, mình sẽ kiểm chứng cho các bạn xem được cái độ chắc chắn cứng cáp của nó như thế nào. Đây các bạn cảm giác mình đóng nè, nó không bị rung lắc nè. Đó, nhiều bạn hỏi mình tại sao không làm cái phần từ bên trong tường ra tới ngồi bao cát nó dài hơn một xíu nữa. Thật sự với các bạn thì cái bộ ai cũng muốn nó dài hơn để nó không bị tán vào tường, đúng không các bạn? Đó, không phải tán vào tường, nhưng mà ở đây mình muốn nói với các bạn thì mình khi mà mình làm càng dài và mình treo như thế này thì nó rất là dễ bị rung lắc ở phía trên đầu này đó. Nó sẽ không kiên cố khi mà chúng ta tập luyện, nó sẽ bị rung lắc ra. Cho nên với cái kích thước mà từ ngòi từ trong tường ra tới cái bao cát của chúng ta khoảng 60cm là ok các bạn đó. Đó, cái này mình có tính toán hết rồi, và sau một cái thời gian trải nghiệm tập luyện thì mới ra được cái kích thước như này. Dĩ nhiên thì nó sẽ có một số bạn tập sẽ khó chịu, bởi vì khi mà các bạn đóng cát thì nó bị văng lắc vào tường rất là khó chịu. Nhưng mà cái điều này là phải chấp nhận các bạn, bởi vì mình đã làm tập phong trào tại nhà, cái phòng của chúng ta rất là nhỏ bé thì bắt buộc chúng ta phải làm như vậy thôi. Thì khi đó thì chúng ta phải tập, chúng ta làm sao chúng ta nương đó. Thực sự với các bạn, khi mà chúng ta sử dụng lực đấm nhiều, không sử dụng lực đẩy thì nó cũng không hạ, nó cũng không bị tán vào tường bao nhiêu đâu các bạn. Đấy các bạn xem nó đó, ok không? Đó, nó không có bị tán vào tường bao nhiêu cả. Hoặc là nếu các bạn đá thì các bạn có thể di chuyển một cách chéo, nó đá vào nó không bị sáo hết các bạn. Đây này, đó, cũng không có vấn đề gì hết cả. Ok ha. Rồi các bạn cứ quan sát ở trên, khi mà nắm đá, khi quan sát ở trên nó có bị rung lắc hay không. Và đây mình kiểm chứng cho các bạn, mình đu lên nè, không có vấn đề gì hết các bạn, mình đu lên trên sân đường, ok không? Rất là cứng các bạn, đó. Ok chưa? Cho nên khi mà ở đây á, ví dụ như các bạn ở chỗ mà cái tường của các bạn á ở bên hông nó không có cái bị vướng bởi một cái nhà khác thì các bạn có thể khâu xuyên tường luôn. Các bạn bắt cái con tắc kê, xin lỗi các bạn, bắt cái con cái tì dài này như này và bạn bên kia vào luôn đó thì sẽ chắc chắn hơn. Còn ở đây mình chỉ bắt cái sắt thôi. Đây mình cho cận cảnh cho các bạn xem. Đây, để mình quay cận lại cho các bạn xem này nha. Đây, đây các bạn, đó, ở đây thì mình chỉ bắt con tắc kê sắt thôi các bạn. Mình khoan vào tường, tắc kê này còn tắc kê 8 hoặc là 10, mình khoan vào tường mà đắt vào thôi, nó rất cứng các bạn, đó, ok chưa, đấy, ok chưa, các bạn xem, ok ha. Đó, ở đây mình bắt vào tường thôi, mình bắt vào thôi, mình không cần phải không xuyên qua bên kia. Đó, bởi vì địa thế chỗ nhà mình không thể nào mà bắt xuyên qua tường bên kia được, vì nó ảnh hưởng tới người khác. Ok, rồi, thêm một cái nữa, thì ở đây các bạn, ở khi mà các bạn treo tại nhà của các bạn, nếu mà các bạn có những cái cột, cái đà như thế này, thì các bạn bắt vào bê tông như thế này, bắt vào thì chắc hơn. Còn trường hợp mà không có cái cột, cái đà giống như bên mình, thì các bạn có thể bắt vào tường, tường 10 cũng được, bắt trực tiếp vào tường cũng được, nhưng mà nó sẽ không bằng đối với cái đài cái cột, ok ha. Đó, thì hôm nay mình sẽ quay video này để các bạn, mình có kiểm chứng cho các bạn xem thử cái giá treo này thực sự chúng ta tập tại nhà được hay không, tập thời gian nó có bị rung lắc, nó hư tường hay không. Đó, mình nói các bạn cái đồ này thì chúng ta tập tại nhà, cho nên mình phải chấp nhận cái điều là sau thời gian dài, mình cũng không biết bao nhiêu, nhưng mà ở đây mình tập rất là lâu rồi, không bị vấn đề gì, ok ha. Rồi,
Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Thì các bạn nào quan tâm tới những cái đồ tập luyện võ thuật tại nhà, chúng ta ví dụ như đồ hít đất, hít xà đơn, hoặc là những đồ dụng cụ tập luyện võ thuật, thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình với số điện thoại 077 67 68 999, hoặc là các bạn có thể inbox vào Zalo, sau đó mình sẽ có người tư vấn cụ thể cho các bạn nha. Ok, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.